Phạm Hải Yến trung phong mẫu mực của bóng đá nữ Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Hà Tây cũ, nơi có truyền thống bóng đá nữ phát triển, cô nhanh chóng bước ra ánh sáng. Với tài năng của một trung phong hình mẫu, không cao to về mặt thể hình, nhưng cô lại sở hữu sự khéo léo, lối chơi vô cùng thông minh cùng chất cảm quan không gian cần có của một chân sút thuần túy. Cô có thể âm thầm luồng lách kết liễu đối thủ khi họ chưa kịp trở tay. Không những vậy, cô còn chơi tốt ở vai trò tiền vệ tổ chức với nhãn quan kỹ thuật chuẩn chỉ. Người mà chúng tôi nhắc đến ở đây không phải là ai khác, đó chính là Phạm Hải Yến, trung phong mẫu mực của đội tuyển nữ Việt Nam.